Chúng cha nói được mà chính cái người trước
đúng rồi, người này là con Thiên Chúa. Bởi vì Giêsu đã sống và sống trọn vẹn theo thánh ý của Chúa Cha, nghĩa là làm cho làm đẹp lòng Chúa Cha. Ngài đến với ý tâm nguyện của mình rằng này con xin đến để được đi thánh ý của Chúa Cha. Cho nên Ngài đã sẵn sàng đón nhận lời của Chúa là hầu ông. Thì chúng ta thấy trên cùng thánh cái chủ đề của Hội Chay, sứ điệp Hội Chay năm nay được giáo hoàng mời gọi chúng ta hãy biết đến lời của Chúa là một phòng âm, và Chúa Giêsu đón nhận lời đó thể hiện cái thánh ý của Chúa Cha, và Ngài không chỉ sống để thực hiện lời đó mà thôi, mà Ngài còn làm cho chính cuộc đời của Ngài, chính con người của Ngài trở thành lời đó, nghĩa là cho thấy rằng Ngài là thể hiện tình yêu, thể hiện ý muốn của Chúa Cha. Cho nên nói rằng Chúa Giêsu là lời của Thiên Chúa toàn năng. Cho nên khi Chúa Giêsu thực hiện cái lời đó thì Ngài tỏ lộ những vinh quang của Chúa Cha đến độ những kẻ thù kiến Ngài, những kẻ đã từng không muốn chấp nhận cái lời đó thì họ cũng phải đáng ngược, họ cũng phải cúi mặt xuống để tuyên xưng đúng thật người này là người công chính, đúng thực người này là con Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, có lẽ đó là điều mời chúng ta được mời gọi để ý thức rằng cái điều làm cho chúng ta được vinh quang và cái vinh quang đích thực nơi Đức Giêsu Kitô muốn tỏ mình ra là cái vinh quang của một người con Thiên Chúa, nó sâu thẳm từ trong lòng, trong trí và trong suốt cả cuộc đời của Ngài, để đó mới là điều đáng cho chúng ta chiêm ngưỡng, đáng cho chúng ta thán phục. Còn nếu không thì nó chỉ là một cái chút chớp nhoáng như một cái sự vô biên của những kỹ thuật ánh sáng, kỹ thuật ngày hôm nay người ta trang điểm, người ta bán tranh mà thôi. Và chính cái điều này nó đòi hỏi cả một cái quá trình dài để đón nhận thánh ý của Chúa và sống theo thánh ý của Chúa. Cũng như vừa rồi chúng ta thấy cái đám tang của Đức Cha Giuse, của Nguyên Thống Giám Mục Giáo Phận Phan Thiết, Ngài có rất nhiều những cái điều mà có thể bình thường trong cuộc sống, người ta thấy Ngài cười vui, nói năng với vẻ này và vẻ đó. Nhưng mà từ trong tâm của Ngài có rất nhiều những điều bí gì mà có thể khi kết thúc cuộc đời gần kế, khi mà Ngài chết đi rồi trong đau khổ đó, thì lúc đó người ta mới thấy rằng cái vinh quang của Ngài nó bỏ lộ. Người ta mới thấy Ngài nói và nói mạnh mẽ, nói một cách thuyết phục hơn về một con người hiền lành, khiêm nhường, chịu đựng đau khổ vì sứ mạng của mình, vì tình của Chúa. Chúa Giêsu muốn chúng ta cũng vậy, Ngài tỏ lộ vinh quang của Ngài không phải chỉ trên núi thánh trong phút chốc và cô đơn, mà tỏ lộ dòng dài trong suốt cuộc đời của Ngài và trên đỉnh cao của thập giá, để rồi chính người ta cùng với lời tuyên dương trước đó của Chúa Cha, Ngài là sự tỏ lộ vinh quang của Ngài là con Thiên Chúa. Ngài nhìn chung để cho chúng ta thấy quả thực chính Ngài đã trở thành hồn ông, trở thành lời của Thiên Chúa được ban cho trần gian. Và chúng cộng đoàn không phải chỉ có thế mà chúng ta còn thấy những giáo hòa đã nói tha nhân cũng là một hồn ơn, bởi vì chính tha nhân sẽ giúp cho chúng ta làm những nhân với cuộc đời của mình theo gương Đức Kitô, như Đức Kitô chính Ngài đã sống, sống hết con người còn được cứu độ này, mà Ngài đã làm hiển dung, làm tỏ lộ cái vinh quang rạng rỡ của Ngài. Người ta kể lại rằng vào cái đêm Noel trời rất lạnh, có một em bé ăn mặc có vẻ không có lành lặn gì cả, dưới bẩn nữa em đứng co ro ở một cái cửa hiệu, cửa kính rất là đẹp, nhìn vào trong có những cái quà Noel lắp ráng lắm đẹp hấp dẫn lắm. Em nhìn đó một cái mắt rất là thèm buồn, em không dám vào trong cửa hiệu. Có một người sang trọng và có lòng
trong thờ nhìn thấy em, đặt được trong ánh mắt của em một sự thèm khát đó, cho nên nói được lời chuyện và sau đó mời em vào trong cái cửa hiệu đó và nói với em rằng em thích cái món quà nào, em chọn đi, mua lại cả tiền của em. Nếu mình quá tự nhiên trong ngày trên trời nó rớt xuống, em cũng nhìn ngắm qua và chọn món quà em thích nhất. Sau đó thì em đã nhận được món quà mà không phải là tiền gì kia đã tặng cho em, là một cái món quà tuyệt vời trong đêm Giáng sinh. Thế là trước khi ra em mới nhìn lại cái kỷ ân nhân đặc biệt đó của mình và nói: Chú ơi, chú có phải là chú không? Ông kia với chú nghe thèm và trả lời là: không, chú không phải là chú, không phải là chú đâu. Em nói: nhưng mà con biết nếu chú mà không phải là chú thì chú cũng là bà con của chú, phải không? Người kia im lặng, trả lời có lẽ cũng biểu đồng tình về điều đó. Nhưng tiếp tục rồi, có lẽ một sự kiện nhỏ nhỏ cho chúng ta thấy rằng tại sao chúng ta mà lại nói rằng thân nhân là một hồng ân. Hồng ân bởi vì nó là cơ hội, là những điều kiện cho chúng ta được làm rạng rỡ lên cái vinh quang của người con Chúa, vinh quang đáng yêu dấu đối với Thiên Chúa và đối với con người, để từ đó trong mùa